tác phẩm A Time for Us, tác phẩm kinh điển trong bộ phim Romeo và Juliet, tác phẩm vừa được chơi trên cây đàn rất là đặc biệt về bộ piano violin của chúng tôi, nó cây Yamaha VK102B, cái số series tem đồng 3268173. Đây là dòng đàn được nâng cấp từ dòng đàn VK102 nổi tiếng, thì chúng ta sẽ nhận thấy một vài điểm đặc biệt trên cây đàn này mà chúng tôi xin phép được giới thiệu. Đầu tiên là cái chữ VK trong cái tên này, VK có nghĩa là wood. Ở đây là một cái cây đàn vân gỗ mà Yamaha đã sản xuất. Đấy, chúng ta có cả giấy tờ nguyên bản của cây đàn này đây cho các bạn. Đó. Cây đàn này với số series 326 thì sẽ được sản xuất vào tầm khoảng năm 1982. Đấy, thì dòng VK là dòng vân gỗ, và mỗi cây đàn VK 101, 102, 103 đã có những cái sự khác biệt về mặt kiểu dáng mẫu mã. Thì cái cây đàn Yamaha VK 102 này là một cây đàn chân thẳng rời, trái với cây VK 101 là dòng chân liền, dòng VK 102 là dòng là chân thẳng. Đó. Và có giá nhạc riêng, có thể kéo ra kéo vào. Chúng ta thấy cái giá nhạc này về cái kích cỡ nó sẽ nhỏ hơn giá nhạc của cái dòng flagship, cái cây IUA hoặc cây IU5, nhưng mà cũng rất là rộng rãi để cho các bạn có thể để bản nhạc của mình lên mà không bị thiếu diện tích. Và cái điều đặc biệt nhất, đẹp nhất ở đây vẫn là cái vân gỗ. Đấy, một cái vân gỗ óc chó walnut với cái phần vân rất là đẹp và mịn. Chúng ta cùng nhau nhìn ngoại hình của cây đàn, đàn cực kỳ trong cái kiểu cực kỳ đẹp, và mình không hề có một lỗi lầm gì. Và đó chính là điểm đặc biệt nhất của cây đàn VK102 này, đó là phần ngoại hình của hoàn toàn bằng gỗ óc chó. Chúng ta thấy là độ cứng của bộ đàn trong điều kiện rất là tốt. Về phần máy móc của cây đàn thì cây đàn VK102B sử dụng chốt pin trắng của Đức, chứ không sử dụng phần chốt pin đen như dòng VK102 mà không có chữ B. Thì chữ B là cái dòng về sau. Đồng thời với hệ thống búa đang trong điều kiện rất là tốt. Chúng ta sẽ cùng nhau test, thử test lại âm thanh của cái đàn. Chúng ta thấy là hầu như có cái giá nhạc này nên là khi chơi các âm trầm diễn đạt rất là vang và truyền tải. Cộng với cả cái phần vỏ toàn bộ là có kịp khiến cho cái âm đàn, âm thanh đàn nó hơi tối hơn Yamaha một chút, nhưng nói chung là điều đấy là cái điều rất hay, tạo một âm thanh rất đặc biệt. Piano Gallery showroom của chúng tôi hiện giờ đang về rất là nhiều đàn cơ và đàn điện đời cao để cho các bạn thoải mái trải nghiệm so sánh. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua thưởng thức chất âm của cây đàn, một bài tác phẩm tiền tác phẩm rất quen thuộc, đó là tác phẩm Hà Nội Niềm Tin Hy Vọng. Thank you.
68173 và đang trong điều kiện nguyên bản đẹp và chất âm thì vẫn hoàn hảo. Chúng ta sẽ rất là yên tâm khi sở hữu một sản phẩm Yamaha đời cao. Luyện tập mà chúng ta chơi cả ngày với một cái chất âm đẹp và hay như vậy, rồi tìm ra sự lựa chọn của các bạn. Xin cảm ơn.